Việt Nam năm 2006 đó, Việt Nam tổ chức cái hội nghị APEC 14 đó, tại Hà Nội đó. Thì nhân cái cơ hội mà ông Tổng thống George Bush đó, ông qua để mà ông dự cái hội nghị APEC đó, thì tôi tiến hành một cái cuộc tổ chức một cuộc biểu tình cho người dân mà khiếu kiện đất đai ở các cái tỉnh thành ở phía Nam đó, để mà với mục đích đó là đòi cái sự công bằng cho cái bản thân của họ, cái quyền lợi của họ. Thứ hai nữa là chứng tỏ cho thế giới thấy rằng đó là ở Việt Nam hoàn toàn không có một cái quyền tự do, và cũng như là bất cứ những cái gì mà thuộc về dân chủ đó là họ hoàn toàn không có. Và cái áp lực mà tôi muốn đặt ra đó là để cho Hoa Kỳ thấy rằng đó cái vấn đề đàn áp tôn giáo nó cũng đang là một trong những cái điểm rất là nóng, nó đã xảy ra, để cho Hoa Kỳ đó chú trọng đến cái vấn đề mà đưa Việt Nam vào danh sách CBC và hưởng đến PNGA, tức là cái ưu đãi thuế quan đối với Hoa Kỳ để mà Việt Nam được gia nhập vào WTO. Thì đó là những cái điểm chính khi mà tôi tổ chức cuộc biểu tình này. Tuy nhiên thì cái cuộc biểu tình này dự tính là sẽ biểu tình ở Sài Gòn và sẽ diễu hành qua Đại sứ quán Hoa Kỳ và dừng ở đó để mà lên tiếng nói cũng như là làm sẽ gây sự chú ý cho ông Tổng thống Bush. Thì khi mà cái dự tính của tôi vào ngày 19 đó thì sẽ làm cái cuộc biểu tình này đó, thì ngày 17 ngày 18 đó thì là tôi đã bị an ninh cộng sản phát hiện, khi mà tôi gặp gỡ những người dân Hoan, những cái người đứng đầu để dân Hoan đó để mà tổ chức cái cuộc biểu tình, thì tôi bị câu lưu 48 tiếng. Và từ đó trở đi thì coi như là tôi không có còn hoạt động ngầm được nữa, mặc dù khi mà tôi gia nhập 8106 thì tôi đã có gia nhập từ tháng 7, nhưng mà những cái hoạt động của tôi hoàn toàn rất là bí mật. Và sau cái cuộc bắt giữ vào ngày 18 tháng 11 thì đương nhiên là tôi đã bị lộ cái thân phận mình rồi, cho nên là cuối cùng thì tôi phải hoạt động công khai. Và từ sau cái ngày mà tôi bị bắt ngày 18 tháng 11 2006 đó trở đi đó, thì hoàn toàn là tôi bị khống chế và coi như là họ làm cái là họ giám sát tôi 24/24 và coi như an ninh mà cũng là lúc nào cũng theo dõi thường xuyên, tức là tôi đi ra đâu, đi đâu làm gì hay là bất cứ một cái công việc cá nhân gì đều có mặt của an ninh mà phục cả. Thì sau đó thì tôi có viết một số bài về cái cảm nhận của tôi là những nhà đấu tranh dân chủ đó nói chung, chứ không phải riêng gì bản thân tôi. Viết một cái bài tự luận về cái vấn đề mà an ninh mà phục theo dõi. Và tôi đưa lên mạng vào tháng 12 năm 2006. Thì sau đó bị an ninh mật vụ họ sắc nhiễu, họ theo dõi, họ đàn áp như thế nào. Thì sau khi tôi đăng bài này xong đó, thì là mật vụ cộng sản đó họ rất là tức tối khi mà tôi phanh phui các cái hành vi của họ đó, khi mà theo dõi những người đấu tranh dân chủ. Thì trong quá trình mà từ 18 tháng 11 hay là 6 cho đến khi tôi bị bắt đó, thì đương nhiên là tôi bị xét nhà, bị thu bắt bo, bị lấy tất cả những cái phương tiện máy tính, rồi xét công ty, rồi nhà riêng, nhà mẹ tôi và tất cả mọi thứ. Và từ đó trở đi thì họ đương nhiên là họ ngăn chặn bằng cách là họ phong tỏa kinh tế, là những cái khách hàng hay những người mà đến để mà giao dịch với công ty tôi đó, thì là đương nhiên là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì đến ngày 11 tháng 1 năm 2007 thì Việt Nam chính thức được làm thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO đó. Thì đến ngày 12 thì họ tiến hành bắt tôi. Nhưng mà trước khi mà họ vào WTO thì ngày 10 tháng 1 đó là tôi trở thành phát ngôn nhân chính thức của Hiệp hội Đoàn kết Công nông, và tôi ra một thông báo và tôi có một cái văn phòng để mà liên lạc với lại chính thức, tức là tôi ra công khai để mà trợ giúp cho những cái giới công nhân và nông dân. Thì sau ngày đó thì là ngày 11 họ vào WTO và ngày 12 chính là họ bắt tôi ngay, vì họ đã đạt được cái mục tiêu là họ vào WTO. Thì đến ngày 12 thì họ tiến hành bắt giữ tôi, và sau đó thì tôi bị tạm giam một cái lệnh 4 tháng. Thì khi họ bắt thì họ nghĩ rằng đó là họ làm đầy đủ các thủ tục truy tố tôi, hoặc là các lệnh bắt rất là hợp lại để mà bắt giữ tôi. Thì khi mà tôi bị tạm giam đó, thì đương nhiên là họ tống ngay vào biệt giam, và như vậy thì là tôi ở trong cái căn phòng biệt giam rất là nhỏ và rất là mất vệ sinh.
Thì sau đó đó thì họ đã cài cắm sẵn một cái người gọi là cái người mà lấy thông tin đó, rồi tức là nhảy cái danh từ trong tù người ta gọi là cái người đó là người nhảy sâu đó, để mà đóng vai một cái người tù nhân, nhưng mà thật sự họ làm việc cho an ninh để mà lấy thông tin của tôi. Thì cái người này ở chung với tôi là khoảng 1 tháng, nhưng mà tuy nhiên đó thì họ họ không có lấy được nhiều thông tin, lấy được thông tin gì cả. Vì dĩ nhiên rằng mặc dù tôi là người lần đầu tiên phải vào tù, nhưng mà với cái sự cảnh giác hoặc là những cái thái độ của anh ta đó, thì mình cũng có thể hiểu được rằng anh ta có một cái việc làm ở ám nào đó phía sau, nên chính vì vậy mà họ không có lấy được thông tin. Thì sau đó thì tôi cứ bị giam như vậy cho đến ngày 15 tháng 5 đó, thì là tôi bị đem ra xét xử, và sau đó thì tôi bị tuyên án là 5 năm tù cho hai tội danh, đó là điều 88 tuyên truyền chống nhà nước qua các bài viết của tôi đó, và điều 89 là do tôi tổ chức biểu tình. Mặc dù đó là họ xử tôi là điều tội danh 89 là có nên, nhưng mà tuy nhiên cái việc mà tôi tổ chức biểu tình đó thì đối với họ là họ không có cái điều luật nào để mà nói về tổ chức biểu tình như thế nào là sai, như thế nào là đúng, họ không có cái điều luật đó, cho nên họ phải buộc lòng đưa tôi vào cái điều 89, là một sự rất là gượng ép để mà làm sao tuyên được án. Thì mấy cái điều danh tội danh 88 thì tôi bị 3 năm và 89 là 2 năm, thì sau đó thì tôi phải chịu thêm 2 năm quản chế sau khi mà hạ tù. Thì trong cái quá trình mà tôi bị tạm giam đó, thì thật sự đó thì bản thân tôi thì họ không có đụng chạm gì đến, tức là không có vấn đề dùng tra tấn, nhưng mà họ dùng các cái hình thức giam khắc nghiệt để mà làm cho mình thui chột ý chí, rồi đó họ tạo dựng những cái lời khai hoặc là cái bằng chứng giả hoặc là những cái lời thú tội hay là nhận tội gì đại khái của những cái thành viên mà đã từng hoạt động chung với tôi đó, để mà đánh gục cái ý chí của tôi và khuyến khích là viết bản tường trình, bản xin khoan hồng hay là thú tội hay là vân vân, rất là nhiều cái trò mưu mẹo của họ, nhưng mà tuy nhiên tôi hoàn toàn từ chối những vấn đề đó. Thì coi như là họ thất bại trong vấn đề đó, thì họ buộc lòng phải đưa tôi ra ra sẵn, mà tôi nghĩ rằng đó, nếu như mà lúc đó mà tôi có yếu lòng hoặc là nghe theo họ để mà viết những cái bài đó, thì tôi cũng chưa chắc rằng họ đã nhẹ tay với tôi hoặc là không sợ tôi đâu. Cho nên là tôi nhất quyết rằng đó, mình không có làm điều gì sai thì mình cứ tiến hành, mình cứ tiếp tục mình đi theo con đường đó, mặc dù có phải tù tội.